chị mượn tiền ba chồng thì ba chồng nói không có, phải đi mượn chỗ này chỗ kia mà không có, thì từ lúc đó là do là ông bao che như thế nào mà ông không mượn. Cái vấn đề đó thì em cũng không biết, tại vì lúc đó là em có qua nhà em vay tiền, em vay chứ em không có xin. Vay ha. Em vay, em nói là bố ơi giờ con không ở đây được nữa thì thôi bố cho con vay 2 triệu rưỡi để con bắt vé máy bay con về Sài Gòn. Thì lúc đó thì bố có nói là giờ tao không có tiền đâu, mày điện cho bố mẹ mày đi, thì bố mẹ mày hả gửi tiền ra cho mày về. Xong á em mới nói là giờ con không có gọi điện gì được từ nhà, tại vì giờ hả con điện về nhà là mỗi lần điện về là mỗi lần chửi, mà giờ con không có điện được, nên là bố cho con vay đi rồi con đi về Sài Gòn, con về nhà con xong rồi á là con mới nói với bố mẹ con rồi con lo tiền để con gửi ra con trả cho bố. Thì bố nói là tao giờ tao không có tiền, mày tự lo đi, là bố mẹ không có cho mượn tiền về. Là em có qua nhà là em có xin phép bố mẹ để em mượn tiền em về em vay, chứ em không xin. Là nó ba chồng nó không có tiền, mà bây giờ lại đem 5 triệu luôn đi về. Mà trong những lúc đó thì nếu mà bố chồng mà đưa tiền lúc đó thì tiền điểm này chị dâu đâu có xảy ra như thế này. Dạ đúng rồi, lúc đó là 20 mấy Tết em cũng không nhớ rõ. Đây tại điểm chỉ mượn là hồi trong Tết ha. Là hồi trong Tết, 20 mấy Tết em cũng không nhớ rõ là ngày bao nhiêu. Em sang em xin phép em thưa đàng hoàng để em mượn tiền em về mà. Em mượn 2 triệu rưỡi nhưng mà không cho. Cái lưng của chị bị như vậy là lúc đó là điện bố chồng biết không? Tại vì em không có dịch lưng lên cho bố chồng xem nên là làm sao bố chồng biết được, nhưng mà biết là em bị đánh. Có nghĩa là bố chồng biết bị đánh thôi chứ không có nghĩa là người chồng không thể nào mà đúng rồi đúng áo không dâu mà để không dâu giặt áo cho người chồng xem được. Dạ đó cũng cái ngại, nghĩa là bố chồng hiểu là chị bị chồng mình tác động thôi chứ dạ, không có biết là bị đánh nặng như vậy phải không chị? Dạ. Chị có tính mình chừng nào cơ mãi chưa? Dạ em chưa, cái này là em chưa. Chưa, giấy triệu tập em có đi nhưng mà bây giờ em chưa có gì định là ngày nào em đi. Chắc chắn tôi sẽ có mặt. Dạ nhưng mà chắc chắn là em sẽ có mặt vào mấy ngày đó. Tại vì ngày triệu tập của em hồi đó là ngày 2 tháng 3. Ngày 22 tháng 5. Hiện tại thì giấy tờ của chị có được rồi, làm lại hay là chờ chồng chị gửi vô? Dạ hiện tại đến như bây giờ thì em chưa có làm lại được cái giấy tờ căn cước, tại vì bây giờ là lịch triệu tập của nó là cũng gần tới ngày rồi, nhưng mà bây giờ em làm căn cước lại là cũng không có lấy liền được, nên là bây giờ là em chưa có làm được gì rồi. Dạ nếu như có đi thì chắc em đi đường xe chứ em không đi đường máy bay, tại vì không có giấy tờ tùy thân. Xe là đi xe đường ngầm nó khỏe chứ đi ngầu. Dạ cái đó thì giờ em với gia đình cũng đang bàn bạc với nhau là đi đi còn phương tiện gì để cho tiện cho em với lại em bé trong bụng á. Đi đi xây dựng cầm là em thấy nó ổn. Không, cái vấn đề mà đi vé máy bay á, có một phương án này mình ra địa phương mình xác nhận chụp một tấm hình 3-4 xác nhận trên cái đơn là mình bị mất giấy chứng minh không, và mình muốn ra Hải Dương nhanh nhất. Còn mình ra địa phương á, lên xã này người ta xác nhận cho mình là mình cầm cái giấy đó và cái liên hệ với cái chỗ đại lý vé máy bay là mình nói mình mất giấy chứng minh, và đại lý vé máy bay tự động họ sẽ làm, có cách họ làm cho mình, hành khách của họ sẽ lên máy bay được. Hôm qua em có xuống với công an xã rồi nhưng mà làm không được, em hỏi rồi làm không được. Cái lúc đó chị có đem cái giấy triệu tập cái gì ra không? Có. Nó nói làm sao làm được? Nó là bây giờ là phải là có em giờ là em phải đi làm giấy định danh, rồi xong đó là em phải có căn cước công dân rồi tất cả mọi thứ em nói rồi. Dạ nhưng em hỏi hết rồi là không làm được. Rồi cái chị có xin được cái giấy giới thiệu đi khám bệnh tật chưa? Dạ em chưa xin được. Dạ theo cái người mà hiện giờ đang công tác ngoài Hải Dương luôn á. Dạ. Họ điện vào cho em á, hôm qua em có gửi cái em cho em chị nghe, nó có nghe chưa? Thì họ nói là đi càng sớm càng tốt. Dạ. Vì khi vết thương chị mà kéo mài lại và nếu chỉ còn lu mờ đi thì giảm tỷ lệ thương tật rất là cao và sẽ không còn gì nữa. Còn đó là cái người ta làm trong cơ quan, người ta giám định và người ta làm rất là nhiều sự việc này. Dạ. Còn cái này là hôm qua thì ở ngoài công an địa phương
cũng đã có gọi điện vô cho em thì em cũng có nói về vấn đề này, nên là ngoài đó là có bảo em là bây giờ là tranh thủ để đi ra đó, xong rồi là mọi người là sẽ hỗ trợ em về cái vấn đề mà đi giám định thương tật á. Với lại là mọi người đó là có hỏi em là có chụp hình quay phim lại lúc mà em đang bị á, lúc mà thương tật của em còn đang nhiều, nó chưa có kéo mài á, em mới có. Thì bắt đầu đó là cái phòng đó là ngoài đó người ta hỗ trợ, nên là không phải lo. Thì có hình ảnh với lại video mà lúc mà em mới bị á. Anh trong nghề anh nói là chị quay cái điện thoại, những điện thoại Samsung nó có phần mềm hỗ trợ là nó không tính đâu. Chỉ có iPhone á, cao ga iPhone thực tế á. Thì anh này là cũng là dạy trong nghề, người ta góp ý, người ta chỉ cách cho anh. Cơ quan nhà nước á, dạ. Nó làm nó là thấy ta bức xúc cái vấn đề của chị. Dạ. Nó ở đất Hải Dương này không có cái hổ báo cáo tròn với anh không rủ hết rồi. Đó, thì cứ làm đi. Dạ. Ra đây là anh coi như là cần thiết anh đưa đón đi tận nơi. Và dạ. Nhờ cơ quan, nhờ cái chỗ mối quan biết anh làm việc. Dạ. Ân tình. Tới sự việc của chị luôn. Dạ. Đó, là đảm bảo chị đi về an toàn. Dạ. Nhưng mà anh nói là phải sớm nhất. Dạ. Để cái tỷ lệ thương tật của chị nó còn giữ nguyên. Dạ. Nếu mà sau này nó lành lặn đi, nó có chừng 2-3 ngày nó kéo ngoài lành lặn đi, mờ xẹo đi. Đó, còn nếu mà chị nãy chị nói là đã có chụp hình lại rồi thì nên anh nó là chụp kỹ lại từng đoạn, từng bức thẹo để sau này người ta đem ra người ta so sánh. Dạ có, cái đó em có chụp hình, có quay video lại hết tất cả rồi. Chị ơi, cái lúc mà chị bị người chồng mình tác động như vậy đó, cái người anh trai đó có biết không? À, nếu như mà lúc mà anh ở nhà thì anh biết, còn lúc mà anh đi làm thì không biết. Biết thì anh đó có nói gì không hay là can ngăn? Có, lúc đầu có can nhưng lúc sau thì cũng không có can nữa. Đáng lý ra là ảnh là trong một làm trong cái ngành nghề của cơ quan thì anh phải đứng ra ảnh giải quyết cho chị chứ. Đầu thì có qua can, sau này dần là không có qua can nguyện. Anh đã có nói gì với chị không? Ừ. Không, nói chung là cũng là an ủi thôi, an ủi đồng nghiệp. Nó giam lỏng mà, nó giam lỏng giao lên nhà mà. Làm bên sở giao thông vận tải của thành phố. Dạ, làm bên sở giao thông mà bên giấy tờ, bằng lái xe rồi giấy phép lái xe rồi. À, chị giao anh. Để tính hãy như chị. Sau khi tham quan chia sẻ vấn đề mà đi khám chị. Thì có chị Cathy, chị muốn gửi một số tiền để cho chị hỗ trợ sữa cho em bé chị để ăn dưỡng. Anh em tụi em chia sẻ lên á, có chị Cathy bên Mỹ gửi cho chị một số chi phí để mà hỗ cho em bé cũng như sức khỏe chị trong thời gian là chị 2 triệu nha. Dạ em cảm ơn chị Cathy rất nhiều. Đây là những người dân nước lã này cả nhà, người ta coi cái câu chuyện của chị, người ta thương, người ta hỗ trợ. Và trong khi đó thì gia đình của Lưng đang dòng máu của Lưng ở sở như vậy. Chị cho em hỏi cái để chị có suy nghĩ gì khi mà ngày hôm nay bố chồng chị vào đây để gọi là khuyên chị về? Là cái này á, là em bây giờ là em suy nghĩ là bố chồng em một phần là tốt cho cháu nội, rồi cho cháu nội á, là em với lại em làm căng quá thì em với lại Luân chia tay là sợ là tội nghiệp cháu nội nên là ông mới vào thôi. Em suy nghĩ là như thế. Ông vào thì có báo trước cho chị không? Không, ông vào không có báo trước. À, có nghĩa là theo như chị vào đây đúng rồi, đây là lần đầu tiên là bố chồng vào đây. Ủa sao mà không biết đường xuống đây ta? Chắc tại vì Luân cung cấp địa chỉ, tại vì Luân cũng có biết địa chỉ nhà. Dạ,
biết chính xác bước vô trong nhà luôn mới ghê đúng không? Với lại ông anh chồng đó là trước đây có về đây một lần rồi. Bao nhiêu lâu? Ba năm. Ba năm mà còn nhớ đường mà. Hơi bị hay đó. Có ai ở định vị không ta? Là cái người nãy có vào đây rồi. Thì vào như 3 năm anh nghỉ đi, giờ cho anh 3 năm sau anh quay lại chỗ đó. Dạ, với lại một phần em nếu như mà theo em á là nghĩa là bên công an cơ quan ngoài đó cung cấp địa chỉ. Với lại là căn cước của chị ở ngoài đang với giữ. Với lại căn cước của em á là Lương đang giữ nữa. Lương đang giữ giấy căn cước của là biết địa chỉ. Với lại giữ giấy tờ của em á. Dạ. Thì chị cho em hỏi bây giờ là anh Luân đã đối xử với chị tàn nhẫn như vậy rồi thì chị có nghĩ là anh sẽ đối xử với con của chị ngoài đó em bé mười mấy tháng tuổi, anh sẽ đối xử tệ bạc đây sẽ luôn yêu bé như chị? Có, em đang điều em lo lắng bây giờ là Luân sẽ đối xử với con em giống như em đó. Tại vì em là mẹ mà còn đối xử như này thì con rồi nó còn bé thì chuyện đó là chắc không tránh khỏi rồi. Theo em suy nghĩ nha, theo suy nghĩ của em. Lúc chị ở đó thì ảnh có thường đối xử tốt với con và thương con mình không? Như những lúc bình thường thì đối xử tốt và những lúc mà đánh em á thì bé khóc thì cũng có đánh bé mấy lần. Rồi. Có dùng tay á tát cho mặt bé mấy lần. Có 17 tháng à. Dạ. Cái gì? 17 tháng ghê vậy ta. Nó bằng mẹ. Với lại mỗi lần mà đánh em á thì thường hay nói là mày là con quan là phải con tao rồi. Dạ. Rồi có lời hăm dọa thằng bé là sẽ quăng nó xuống ao. Rồi. Dạ. Chị nghĩ sao về lời nãy ba chồng chị nói là bảo đảm là thằng bé không có sao hết trơn đó, chị nghĩ sao? Cái này là em nghĩ là lời an ủi của ông bố chồng thôi. Yeah. Lời an ủi thôi. Chứ lúc em ở ngoài đó mà còn không bảo đảm được cho em thì giờ muốn chi em về trong đây thì thằng bé ngoài kia làm sao bảo đảm được. Đó là những gì em suy nghĩ. Thì anh Viên Anh đó thì có cái điều này thì không biết anh em sao nha. Chứ Lưng chồng bỏ dao vừa qua đã có một cái thái độ và một cái hành động như vậy đó. Thì ngày hôm nay là cha của mình, cha của Lưng vào đây để gặp dao với cái lý do như thế nào, xem những cái địa chỉ và giấy tờ tùy thân của dao giữ. Và tại sao ông già chồng đi vào đây mà không gửi cái giấy, những giấy đó đem vào đây để đưa lại cho em và đưa cho gia đình mà lại giữ ở ngoài để lấy cái địa chỉ đi vô đây, thì anh em nghĩ sao về việc này? Thì tôi theo mình nghĩ thì cái vấn đề ông nhà chồng chỉ mục đích là so dịu thôi chứ không phải là mục đích là nó cũng thương chị này đâu. So nói chung là muốn gây khó khăn ra chút cho chị giao trong cái việc mà chính xác ra ngoài thôi. Chính xác. Với lại thêm một cái nữa là ở góc độ như thế này, khi mà chị nói anh chồng của chị á là cái người đang làm cơ quan nhà nước, mà khi gia đình có những người con anh em ruột thịt trong nhà có những tác động hay là đánh đập chị đúng không, nó giả mang như thế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh của chị. Tại đó là chắc chắn. Tại sao biết và ông bác đó là người đã từng làm cơ quan nhà nước và đang hiện giờ về hưu đúng không chị? Đúng rồi. Đó, thêm một cái nữa đó, còn là cán bộ cơ quan nhà nước đúng không đó, mà một người thì chị nói là anh đã chính xác là anh đang làm cơ quan nhà nước luôn đó hả? Đúng rồi. Hay là anh làm riêng tư nhân bên ngoài? Cái đó là anh đang làm bên sở giao thông. Còn một anh cả đó là làm cái gì ở trong sở giao thông đó mà cũng làm to lắm. À, nó là như vậy đó. Mục đích là ông già chồng chị vào đây đó, là so dịu nó đau và cố gắng lắp liếm đi cái chuyện này cho nó nhẹ nhàng bớt cái vấn đề gia đình thôi. Chứ còn cái chuyện mà chưa có cái gọi là cái lòng thành thứ nhất là có thể là đi vào đây chung với cháu nội của mình đúng không? Đó, rồi xong với em của mình với giấy tờ của chị đem về trong đây. Thứ nhất là cho soi dường nó đau của chị. Đó mới là đúng. Chính xác. Chứ không phải là đi vào đây, họ gì lợi ích của họ là đầu tiên thôi. Không, em nghĩ một phần cũng là do chắc anh Lương này cũng tác động bố mình vào đây để mà soi dường chị để gia đình có phát triển. Cái này là không phải là vào soi dường. Mà cái này là vào đây thì kiểu là coi như van xin là coi như không thưa kiến. Đó, chứ không phải là coi như xoa nhiêu. Chị ở tại mà không có biết đâu. Hai điểm đó nó cũng nằm trong. Ảnh hưởng tới này, những người hiện giờ tôi đang làm đó. Ảnh hưởng tới ổng nữa, ổng cũng là về hưu, làm việc trong về hưu. Nếu bây giờ thằng con đi tù thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đi tù thì cái tội mà hành hạ bà bầu đi nữa nè. Tại sao anh là cán bộ, anh là cái người hiểu biết pháp luật, gia đình có những người đang công tác trong cơ quan nhà nước. Tại sao hiểu biết pháp luật, tại sao để trong nhà xảy ra một đứa con, một đứa em
không, đánh đập người khác một cách giả mang hiện giờ trên không gian mạng xã hội rất là đang chuyện rất là lớn, ảnh hưởng tích cực cái ngành nghề của ông đó, ông đang công tác là chính xác là như vậy đó. Thêm một điều nữa là trong cái thời gian 2-3 năm chứ đâu phải một ngày, kéo dài thời gian kéo dài, cái thời gian kéo dài 2-3 năm. Vâng, anh em biết học lúc ban đầu có sự can thiệp xong sau đó bỏ luôn là mục đích gì? Dạ sư.